Tại đó thì chúng ta sẽ thấy là nội dung của bảng dữ liệu nó sẽ vượt quá một màn hình. Và như vậy, trong cái quá trình chúng ta theo dõi nội dung sẽ gặp một số cái khó khăn, ví dụ như là phần tên của bảng dữ liệu và tên của dòng tiêu đề nó sẽ mất đi khi chúng ta lăn chuột xuống phía dưới. Và như vậy chúng ta sẽ không biết rằng các cái cột nội dung này nó thuộc dòng tiêu đề nào và dòng tiêu đề đó mang nội dung là gì. Vì vậy, chúng ta muốn là trong cái quá trình làm việc làm thế nào để cố định cái phần dòng tiêu đề này, giúp cho chúng ta khi lăn chuột xuống phía dưới thì chúng ta vẫn nhìn thấy dòng tiêu đề để đảm bảo chúng ta biết là nội dung của cột đó mang ý nghĩa là gì và loại dữ liệu của nó là gì. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái công cụ của Excel, đó chính là công cụ FreeZPane. FreeZPane theo đúng cái tên gọi của nó đó là cố định các cái thành phần ở trong bảng. Và nguyên tắc cố định của FreeZPane như sau này. Chúng ta sẽ cố định phần dòng ở phía bên trên và phần cột ở phía bên tay trái tại vị trí chúng ta đặt FreeZPane. Thì để giúp các bạn dễ hình dung thì mình sẽ làm mẫu như sau này. Ví dụ mình muốn cố định dòng 1 và dòng 2 của bảng tính này thì chúng ta sẽ đặt chuột tại vị trí dòng 3. Chúng ta chú ý nhé, cố định dòng nào thì chúng ta phải đặt chuột ở bên dưới của dòng đó. Bởi vì nguyên tắc cố định là cố định phần ở phía bên trên và phần ở phía bên trái tại cái vị trí bạn đặt con trỏ chuột. Vì vậy, bạn muốn cố định dòng 1, dòng 2, bạn phải đặt chuột vào dòng 3. Sau đó bạn chọn FreeZPane và bấm chọn FreeZPane. Khi thực hiện thao tác FreeZPane, các bạn sẽ thấy này, trên màn hình, cái vị trí dòng 2 và dòng 3, cái đường kẻ ở giữa, nó đậm hơn một chút so với các đường kẻ thông thường. Và khi chúng ta lăn chuột xuống phía dưới này, hoặc là chúng ta kéo thanh cuộn dọc, chúng ta sẽ thấy dòng 1 và dòng 2 vẫn xuất hiện ở trên màn hình. Khi lăn chuột xuống dưới cùng của bảng thì chúng ta vẫn nhìn thấy dòng tiêu đề cũng như là tên của bảng tính, giúp chúng ta làm việc dễ hơn với các nội dung này. Thì đấy là cố định về dòng. Bây giờ mình sẽ thử cố định về cột, trong đó cột mã đơn hàng sẽ là cột luôn luôn cố định. Thì để cố định cột mã đơn hàng là cột A thì mình sẽ đặt chuột vào vị trí cột B. Nếu như bạn đặt vào ô B1 thì bạn sẽ cố định toàn bộ cột A, không có dòng nào cả. Còn nếu như bạn muốn cố định bao nhiêu dòng của bảng tính này thì bạn sẽ đặt chuột vào vị trí dòng bên dưới. Ví dụ ở đây mình muốn cố định dòng 1 và dòng 2 và đồng thời cố định thêm cột A thì mình sẽ chọn vào vị trí ô B3. Chọn FreeZPane. Nhưng ở đây do chúng ta đang áp dụng FreeZPane trong trường hợp trước rồi đó là cố định dòng 1 và dòng 2 thì chúng ta phải bỏ thao tác cố định trước đó đi, sau đó chúng ta mới thực hiện thao tác cố định mới được. Và cách bỏ rất đơn giản. Các bạn chỉ cần kích chuột vào FreeZPane, các bạn bấm vào vị trí ăn FreeZPane. Khi chúng ta đã làm thao tác này một lần rồi, thì lần sau khi chúng ta mở lại cái vị trí thao tác này lên, chúng ta sẽ thấy rằng nó không phải là FreeZPane nữa mà nó là ăn FreeZPane, tức là bỏ đi cái chức năng này. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây và bỏ đi cái chức năng cố định. Đó, các bạn thấy không còn cái dòng màu đậm xen giữa dòng 2 và dòng 3. Và chúng ta lăn chuột xuống thì nó sẽ mất đi phần cố định. Và như vậy cái thao tác cố định đã được bỏ đi. Bây giờ mình làm lại cho vị trí ô B3, tức là cố định dòng 1 và dòng 2, đồng thời cố định thêm cột A, thì mình sẽ chọn vào vị trí ô B3 và chọn FreeZPane. Bây giờ vị trí của nó là FreeZPane. Bấm một lần, xong. Chúng ta thấy ở giữa cột A và cột B có một cái đường kẻ đậm hơn so với bình thường. Thì đấy chính là vị trí mà đã được cố định. Tiếp theo, dòng 2 và dòng 3 nó cũng có một chút khác biệt. Và bây giờ, nếu như chúng ta lăn chuột xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy vị trí dòng 1 và dòng 2 không thay đổi. Kéo thanh cuộn ngang sang bên tay phải, chúng ta sẽ thấy cột A không thay đổi, vẫn luôn luôn xuất hiện ở trên màn hình. Đó, thì đấy là chức năng của FreeZPane. Khá đơn giản thôi, các bạn hoàn toàn có thể thực hiện cái thao tác này một cách hoàn toàn dễ dàng. Ngoài ra chúng ta còn có hai lựa chọn khác, đó là FreeZ Top Row, tức là luôn luôn cố định dòng đầu tiên, chỉ cố định một dòng mà thôi. Hoặc là FreeZ First Column, tức là luôn luôn cố định cột đầu tiên ở bên tay trái. Còn nếu như chúng ta muốn cố định tại một cái vị trí bất kỳ, chúng ta sẽ chọn vào FreeZPane là cái lựa chọn đầu tiên này. Đó. Thì với ba cái lựa chọn này, chúng ta sẽ có thể thực hiện thao tác cố định bảng tính rất là nhanh, giúp cho quá trình làm việc với bảng tính lớn của chúng ta được dễ dàng hơn. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.